Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tư vấn bất động sản Bidoland. Và ngày hôm nay, những ngày cuối cùng của tháng 12 và cũng là những ngày cuối cùng của năm 2021, các chuyên gia của chúng tôi lại có mặt tại khu nhà ở Tân Lập với tên giao dịch cực kỳ mỹ miều, đó là Victory City. Các bạn cũng có thể quan sát theo hình ảnh chúng tôi đã cung cấp. Dự án đã hoàn thiện 100% hạ tầng cần thiết, đó là khu chợ, rồi công viên, người dân đã xây nhà để ở rồi các bạn nhé. Và lô đất hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là lô đất ở phía trước. Chúng ta có thể quan sát đây là lô góc. Góc này là góc giữa đường D5 và đường D4 các bạn ạ. Đường D4 là đường trục chính của dự án. Đây chính là đường D4 các bạn ạ. Và đây là đường D5. Lô đất chúng ta đang xem, đó chính là lô góc, với tổng diện tích là 137,5 m², 100% thổ cư, lối thoát hiểm 2 m, vỉa hè 3 m, và đường đây cực kỳ rộng các bạn ạ. Và giá bán chúng tôi công khai là 1 tỷ 950 triệu đồng, 1 tỷ 950 triệu đồng cho lô góc. Và mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi luôn luôn ở phía trên góc phải màn hình của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.